Xin chào tất cả anh chị bạn nha. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nha. Và hôm nay em lại xin phép được review cho anh chị bạn xem một cái gốc chắc dây Canon 3 32kg, hàng chun sụ nu. Nu đây anh chị bạn này, nu đây. Nu, đấy, chun sụ thì toàn tập luôn. Vân đây anh chị bạn này, đấy, quá đẹp luôn. Quá VIP. Mà đây là nó kẹp cái rễ được thôi các bác nhá. Đây có một lỗ nhỏ xíu thôi. Ăn thật dưới. Ăn dưới đấy này. Cục đây thì bao đục là cực VIP. Kích thước cục đây là cao được 75 này. Ngang đây là 40, thân đây là 30. Chỗ đây cũng 30 và trên cành từ đây qua đây là 35. Chiều sâu của cục đây từ đây qua đây là 20 và đây qua đây là 25. Bao đực chơi tự nhiên đều VIP anh chị bạn nhé. Quá đẹp luôn. Dạ vâng anh chị, các bạn nào thiện chí cứ liên hệ em số điện thoại 0338918991 nhá. Anh chị nhớ ấn theo dõi và đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.